Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quán Ăn Hạnh Phúc. Chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc được phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh HTV7 và tối thứ bảy hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và hôm nay thì có một cái tin Lu mới vừa nhận được từ anh chủ của Lu, thì ảnh đã quyết định là đi nước ngoài để có thể du ngoạn, ăn nhiều món ngon hơn và để lại cho Lu một cái quán như thế này mọi người. Bây giờ chỉ có một mình thôi. Bình thường là hay quen theo kiểu là làm gì cũng có đôi, có cặp, mà bây giờ có một mình cũng không biết phải làm sao. Thôi thôi, giờ sao ta? Quán Ăn Hạnh Phúc tại sao con khóc không? Dạ anh ơi, quán ăn của em hiện tại chưa có mở cửa, cho nên là mình sẽ quay lại lần sau giùm em nha. Anh biết hết, anh biết quán này. À, nhưng mà quán em chưa có mở cửa. Anh biết, chưa mở cửa mà anh vô được là em hiểu rồi. Không biết anh là cái gì. Không. Anh xin tự giới thiệu, anh là anh trai của Quốc Khánh. Ồ. Quán này từ bây giờ trở đi sẽ là anh tiếp quản. Anh sẽ giật dậy cái quán này. À, anh quán ơi, thực sự hạnh phúc. Vậy anh có giữ em lại không? Em biết rồi đó, làm gì cho anh vui đi. Giữ em lại nha. Giữ em lại nha. Em làm vậy là anh mới đổi đó. Anh vừa tính giữ em lại luôn đó. Thật sự luôn, em phải phối hợp với anh. Từ bây giờ trở đi mình sẽ là tiếp những cái vị khách cực kỳ VIP. Khoan, nhưng mà em muốn hỏi là mình có giữ những cái truyền thống của quán ăn mình không? Ví dụ như là quán ăn mình á, trước giờ là không có thực đơn. Thì thường á là anh chủ mà vui á thì thực khách được ăn ngon. Còn anh chủ buồn á thì anh biết rồi đó. Rồi quán mình á bán á, thì bán gì đam mê thôi. Ngoại trừ trả lương cho em ra á, thì quán không có thu tiền của bất kỳ thực khách nào hết trơn á. Ok, từ bây giờ anh sẽ lên kế hoạch lại. Nhưng mà những cái truyền thống đó là phải giữ em. Truyền thống của mình như thế nào, dòng họ mình như thế nào, mình phải giữ và tiếp nói như vậy. Ok, nếu okay. Vậy thì vậy thì mình mở nhà hàng luôn nha. Mình mở nhà hàng đi. Xin mời ạ. Mở cửa. Ồ, có khách rồi. Chào hai anh chị ạ. Mời. Dạ, mời hai anh chị ở đây ạ. Là cái quán này đó hả? Đúng rồi, Quán Ăn Hạnh Phúc đó, mở cửa rồi. Dạ. Ôi, mới trời mở. Ơi. Trời ơi, cô chủ quán nè. Dạ. Chào cô. Dạ. Đây là chủ quán. À, vậy đây là bồi bàn. Ồ, tuyển được bồi bàn cũng ngon ha. Không ngờ phục vụ bận đồ vest đẹp quá. Ôi, sang dễ sợ luôn á. Hôm nay hai khách của mình là hai khách VIP. Dạ, người ta muốn rồi. Nói gì nói, nghe không? Em đều phải là đồng ý hết, em hiểu nhưng không? Mà thôi, cũng phải đính chính lại cho hai lượt khách biết. Thì em là trợ lý Big Tooth của anh chủ quán thôi. Ủa? À, đây là mới là anh chủ quán nè. Bởi vậy nhìn cái mặt này không thể nào mà phục vụ được. Dạ. Cái mặt này là phải mặt chủ. Dạ. Ủa sao đổi lẹ vậy? Trời ơi, bàn tay mát lạnh luôn á. Phải không? Bàn tay này đúng là bàn tay của chủ. Thôi bây giờ mình giới thiệu cho các vị khán giả biết mình là ai nha. Khách mời chúng ta hôm nay quá VIP mọi người ạ. Nhưng mà ngày hôm nay nếu hai anh chị muốn ăn thì phải lăn qua thử thách. Nếu như đồng ý thì mới được bước tiếp vào ở trong đấy. Đồng ý. Nhanh vậy luôn á. Anh chưa cần biết có gì luôn anh không, hả? Anh không suy nghĩ gì không hả? Phải, thì trước sau gì cũng phải qua thử thách. Mà không có thử thách thì không được ăn. Mà tới đây chủ yếu là được ăn thì thôi thử thách đi cho rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng thử thách. Rồi, bây giờ vòng thử thách của chúng ta rất là đơn giản. Như các bạn đã thấy, chúng ta có một chén hạt chia và một chén mè trắng. Nhiệm vụ của hai thực khách ngày hôm nay đó chính là... Trời ơi, dì ơi, dì làm gì vậy? Tắm à, muốn đi lễ hội là cưng phải có thể lựa ra hạt trắng và hạt đen đó nha. Đúng vậy, chúng ta sẽ lựa đến khi nào đã tách được toàn bộ hạt ra, chúng ta mới tiếp tục vòng tiếp theo. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, cái gì vậy? Ôi ôi, ủa, ai lựa cho ai vậy? Không, tại vì á, thông thường á, theo kinh nghiệm của Tiên á, mình lựa hết cái này là còn cái kia phải đúng không? Rồi. Quá thông minh. Trời ơi, quá thông minh. Đoàn kết quá. Chương trình mới thông báo là có thêm một luật nữa là cứ mỗi 3 phút sẽ có thêm 2 chén mới đổ vô. Trời đất ơi, nếu chúng ta không lựa nhanh thì sẽ không kịp đâu.
Trời ơi, làm sao đây, làm sao đây? Sao, hai anh chị còn muốn ăn tiếp không? Vẫn có còn. Chứ còn, trời ơi, tinh thần cao lắm. Cái gì chứ ăn uống vẫn còn đó. Trời ơi, sao chị lùa cho luôn vậy? Chị lớn gan quá. Chị lớn gan quá chị. Thôi được rồi, đây chỉ là một cái màn thử tâm lý cho hai anh chị thôi. Ủa? Tức ghê luôn á. Đây chỉ là màn thử tâm lý thôi, để biết được nhân cách của mọi người như thế nào. Vâng thưa quý vị, anh Nam Cường rất là chân thật. Chị Tiên vẫn giữ tính cách từ đầu đến giờ rất chân thật. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách thực sự của chương trình. Đúng rồi, cái này để qua một bên đi, em đi nấu chè. Đây chính là thử thách thực sự của chúng ta. Ôi. Hồi nãy lựa hạt, bây giờ lựa rau nữa. Đúng hả? Vậy, tổng cộng trong đây là có 8 loại rau. Và nhiệm vụ của hai anh chị đó chính là phải lựa ra trong vòng 5 phút đồng hồ. Nếu không kịp, sẽ không được thưởng thức các món ăn. Trời ơi, dễ ợ. Rồi, hai anh chị sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, thử thách bắt đầu. Trời ơi, vậy tôi lựa cái rau. Ok. Ê, đâu muốn. Phải không? Vậy để qua. Thấy được cái rau nào trước rồi để qua ha. Ủa hai cái này có giống nhau không vậy? Bà nhìn thấy nó cái lá giống nhau là nó giống nhau. À này ngọt, này ngọt. Ê hình như là hai mình giống nhau rồi nè. Ủa phải không? Thấy chưa? Chị thấy một sự phối hợp. Thiếu sự phối hợp chưa? Rau muống lấy chưa? Rau muống đây, bên này rau muống. Bên tôi là có rau quế, rau muống với lại ngò nha. Ê cái còn thiếu cái rau gì kia? Ngò không biết cái rau gì nữa. Đây nè của ông nè. Cái của ông bên kia. Rau muống. Ê cái rau này nè, cái rau này chưa có nè. Một cầm cũng được, cho vô đi. Bây giờ cái này gì đây? Rồi. Em thấy gì đó sai sai rồi. Em thấy có gì đó hơi sai. Chúng ta chỉ còn có 10 giây cuối cùng. Mau lên. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, bây giờ anh chị hãy đọc đúng hết 8 cái tên của 8 loại rau này. Tụi em sẽ cho anh chị vượt qua thử thách. Rau này là rau gì hả con? Dạ thưa, đây là rau ngọt. Đúng rồi. Hả, chính xác. Rau này rau gì con? Rau này là rau ngổ. Rau ngổ, đúng rồi. Rau này, rau muống. Đúng rồi. Còn cái này là rau gì nè? Cháu ơi, rau này là rau quế đó cháu. Rồi, rau quế. Ngon lắm luôn. Vậy. Rồi, rau này là rau gì nè? À, cái rau này tốt lắm luôn á nha. Đúng rồi. Tía tô, bởi vì nó có màu tím nè, đúng không? Rồi. Này là rau. Rau tần ô. À dạ tần ô. Ngoài Bắc người ta gọi là cải cút. À cái này xào thịt bò ngon lắm luôn á dạ. Rồi, cái này là gì ta? Hình như rau thơm á, không biết. Cái nào? Lá mơ. Mơ đâu mà mơ, kinh giới. Này là ngò tây đúng không? Đây là cần tây. Ủa hồi nãy hai đứa mình nói đó là rau cần tây. Đúng rồi, mà. Mình nói cần tây mà. Hai anh chị chơi chung với nhau. Anh chị chân thật lắm, đồng lòng lắm. À, vậy thì trong 8 cái loại rau này anh chị có biết là có 3 cái loại rau mà người ta thường dùng để ăn biến động không ta? Biết chị biết loại rau này. Biết rau kinh giới là đúng. Chắc chắn luôn. Chính xác. Rau tía tô. Chính xác. Đó. Còn cái cuối chắc chắn không phải rau muống. hay là ngò. Cái này nè. Rau quế. Chốt chưa? Anh chốt. Chốt đi. Chốt. Bà đã bán gì rồi là bà đã bán. Chính xác. Và bây giờ còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng vào với đại tiệc của quán ăn hạnh phúc. Rồi, bây giờ đại tiệc của chúng ta ngày hôm nay có rất là nhiều món. Bây giờ mình sẽ ăn nem cua bể trước, sau đó mình sẽ ăn đến nem rán, rồi đến là lòng luộc, bún đậu. Ngoài ra, nhà hàng còn phục vụ một cái món nữa nhưng mà bí mật, đến phút chót mọi người sẽ biết. Bây giờ mời em chăm sóc anh Nam Cường giúp anh nhé. Dạ, nhưng mà trước tiên chăm sóc anh Nam Cường thì em phải ưu tiên cho nữ trước đã. Ủa, là cái món này trước hả? Dạ. Chị ăn cái món kia quá hà. Vậy, em gửi anh Nam Cường. Ủa, mình có thể ăn kèm với lại bún nè, rau nè, với lại cái nước mắm riêng của cái món này. À.
cái này mình sẽ ăn với một tí bún đúng không? Dạ, yeah, đúng rồi. Bài thì mình ăn phải đúng bài. Này giống bún chả vậy đó. À, cái chấm cũng giống bún chả. Thường cái này sẽ có ở trong các quán bún chả là nhiều. Cái này giống cái kia luôn. Mới viên nha, mới viên. Chỉ nghe mọi người nghe cái rộp thôi là mình thèm quá à. Ngon chấm có nhiều cua lắm luôn á. Đúng rồi, nem cua biển ăn rất là nhiều nơi. Nhưng mà không phải nơi nào làm cũng đúng cái vị mình mong muốn. Bởi vì có những nơi họ sẽ độn ở bên trong rất là nhiều thứ. Nhưng mà cắn cái miếng này thì nó có cua nhiều. Mà cái vỏ nó giòn nữa. Nhưng mà em thấy cái này á, nêm rất là vừa, kiểu ăn không cũng được. Chứ không nhất thiết là phải thêm nước mắm đúng không ạ? Anh thì phải có tí nước mắm đậm đà thêm. Đậm đà. Là anh người miền Trung á, hơi đậm tí. Bây giờ mình sẽ ăn đến nêm rán. Nêm chưa rán. Nem chua rán ở đây chi ngon không? Giòn không? Bên trong nó sẽ hơi dai dai một tí. Hay quá. Tức là cái nem chua rán là nó là cái đồ chiên á thì nó nóng mà củ sắn thì nó lại mát. Mát đúng rồi. Ăn vô cái tự nhiên nó thanh mát liền cái vị ở trong cái miệng của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ đến món lòng luộc. Em xin phép món này. Ủa, nó nghe nè, lòng này nè. Bây giờ, ôi, em chấm vô luôn á hả? Dạ. Mắm này chưa có được pha chế. Đấy, mình pha đi. Mình phải pha chế mà quan nha. Mà hôm nay hình như là mọi người đều ăn mắm tôm đúng không? Dạ. Mà sao cô bé này ăn mắm? Nước dạ, mắm. Em ăn nước mắm. Đời người thì cũng có người này người kia chứ. À, tức là ý là em ăn mắm mặn. Em không hửi được cái mùi mắm tôm. Anh ơi. Em bị gì vậy? Em đã thử tập ăn mắm rất là nhiều lần rồi nhưng mà em vẫn không biết tại sao em vẫn không ăn mắm được. Bí quyết của anh là vậy nè. Trên đời này người ta đã đẻ ra món ăn thì chắc chắn nó phải là một cái gì đó đặc biệt. Nếu mà mình không ăn, mình không thưởng thức đó là một cái phí phạm của cuộc đời mình. Đúng vậy. Cho nên là cái gì anh cũng ăn. Bây giờ mình pha chế để đi. Mình ăn lòng với lại bún đậu đi. Chị ăn chua thì chắc chị nhắc hai trái. Vậy là có lá mơ nè, lá quế nè, rồi ngò gai. Ngò gai, trời ơi. Anh Cường, lòng lợn này anh thấy sao? Lòng không có bị già đến mức dai. Nó vừa đủ. Ăn không bị hôi nữa. Đúng rồi, làm lòng là cũng rất là phải là kỹ nha. Còn không nó sẽ bị hôi. Quay quảng cáo rồi. Để công nhận tôi pha nước chấm ngon quá. Nước chấm đây ngon. Đấy không? Tiếp luôn hả? Đó, nãy giờ tiên đợi. Chị đợi. Bún đậu mắm tôm. Vậy chị khai trương cái món này nha. Mời chị. Mời chị. Chương trình khai trương bắt đầu. Và đây cũng là phần bún đậu mắm tôm nhiều đồ ăn nhất của nhà hàng luôn. Có đậu hết phần, thịt luộc. Luộc rồi nè. Thật ra vậy này mọi người. Nếu mà ăn miếng chả cốm á, mình ăn cho đẹp á, mình cắt nhỏ nhỏ thì là sai lầm. Miếng chả cốm mình phải ăn thiệt bự. Mời anh. Sao anh? Có cốm. Có cốm, đúng vậy. Thơm, không, phải nói thật là thơm mùi cốm luôn. À, ủa cái mùi thơm là mùi cốm mùi hả? Mùi cốm. Cắn một phát là mình cảm giác như đang ngồi ở Hà Nội á, vào tháng 9 mùa thu á, tháng 8, tháng 9 mùa thu á. Mình khoác một chiếc áo nhẹ nhàng ngồi vắt véo này nè. Đó, mình ngồi mình ăn đó, một cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ đi qua đó. Hương cốm bay về. Một cái nữa quên. Dạ. Nãy gì? Giờ mình quên nói là mình uống nước mơ nữa. Hôm nay Tiên uống nước xấu mà. Xấu. Xấu thì mơ. À xấu. Ủa, trái này trái gì vậy? Xấu. Nước xấu. Ngon không chị? Thế nào mọi người? Ngon quá. À hồi nãy Tiên có ăn một miếng ớt á, nên giờ nhờ nước xấu mà Tiên đã hết cay đó các bạn. Rồi, bây giờ là món đặc biệt của ngày hôm nay. Lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn. Hoa hậu của ngày hôm nay. Cái bát ở giữa nữa này. Là gì vậy? Đấy. Riêu cua. Wow. Cái này người ta phải xay thịt cua ra rồi người ta nêm nếm với một vài thứ để người ta nấu lên thành cái riêu cua này. Mình phải cho vào trong cái đó nó mới đúng. Sao rồi? Rồi, sôi động lên. Nóng nha. Wow. Hấp dẫn ha.
Rồi, ăn đi, ăn múc đi. Rồi. Ý con bò nữa kìa. Bò chưa bỏ vô. Ai ăn, ai ăn thì nhúng nha. Đó, ok, rồi. Cái thịt cua ở đây thì nó được tơi nhuyễn ra hết trơn luôn, được xay ra rất là nhuyễn. Nhưng mà nó không bị đóng cục lại, trộn chung với cái lẩu luôn. Bởi vậy nếu mà bỏ vô chén rồi kiếm mà mình đó, không hút hết nước là uổng lắm luôn á. Hình như riêu của miền Nam là có bỏ thêm thịt hay sao á. Đúng rồi, nó thành giống như cục chả vậy. Đúng rồi, thành ra cục chả. Còn cái này nó không có thịt, nó là rua cua đặc luôn. Là cua rồi xay ra là ninh lên. Ninh lên thôi. Ngon đúng không? Nóng à? Nóng, nhưng mà rất là đã. Đúng rồi, nó không bị mặn nha, nó vừa nha. Phải công nhận, riêu cua ngon quá à. Ngon, cho nên ăn cái món này á, mình phải húp đến giờ cuối cùng. Đúng. Cho người rất là phí, bởi vì cái riêu cua nó hòa trong cái nước rồi. Cái riêu cua ngon lắm quý vị ạ, thiệt luôn á. Thật sự. Mọi người phải ăn cái bắp bò nữa mọi người. Đúng rồi. Bắp bò ngon hả, chưa ăn phở. Ăn lẩu hay là ăn phở vậy, người ta hay ăn bò tái á. Thì cái mê nhất vẫn là ăn bắp bò. Tại vì nó có cái độ giòn của thịt bò á, ăn nó rất là đã. Tiên thái cái giò tai lên Tiên ăn thử liền. Lúc đầu tưởng nó giống chả thôi, nhưng mà nó hơi bé béo hơn chả tí xíu. Khi mà mình nhai thì có mùi thơm. Giò tai ngon nha. Giò tai ngon lắm. Ngon quá. Không, thực sự là cái lẩu này á, nhìn cái nồi nó nhỏ nhưng mà nó chất lượng vô cùng. Nó đậm đà hương vị, nó có vị ngọt thanh thanh nha. Ăn nó vừa cái khẩu vị của mình lắm. Cảm giác lưu luyến ha. Đúng rồi. Ăn xong mà nhớ. Tiên ơi, cái chả ốc ngon lắm Tiên ạ. Chả ốc ngon hả? Nó cái gì cũng ngon hết vậy. Nó đầy ấp ốc. Tiên nghe rõ ràng bạn trợ lý bên cắn cái bụp 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 bụp. Cắn cái gì vậy? Tôi mạnh dạn đoán à, sườn sụn à. Không, tại vì em rất là thích ăn sườn sụn. Vậy hả? Nhưng mà sườn sụn này á, thích hơn một chỗ nữa là tại vì là sườn non á, không phải sườn già. Ăn đúng nó rồi, không có dài. Đủ cắn để mình cắn ra. Thật sự luôn á, bây giờ mà ngồi có một cái nồi lẩu gọi là riêu bắp bò ở đây mà vừa nghe một cái bài nhạc gọi là Fly Among the Milky Way nữa là quá đã. Ồ, chưa bao giờ nghe nó như thế nào nhỉ? Bài giữa Ngân Hà đó. Ủa, bài đó của Nam Cường mà. Đó. Xin mời các bạn vừa ăn lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn và nghe tiếng hát không, của ăn lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn giữa Ngân Hà. Xin mời. Xin mời anh. Bây giờ trong lúc mà mọi người hát, em xin phép ăn tiếp hả? Đi lấy món quà đặc biệt cho mọi người nha. Vậy bây giờ trong bạn lúc cơ này, okay. 1, 2, 3 bắt đầu. Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi, cứ ngây thơ hiền như ánh trăng. Chỉ là do ánh mắt một người làm cho anh ngây ngô cả đêm. Và anh bỗng muốn được ôm lấy em để mãi mãi chở che suốt đời. Có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay. Thực ra là ăn cái nồi lẩu này cảm giác nó đồng quê. Nó cảm giác như mình đang ở trong một cái không gian Bắc Bộ á. Ok, bài hát tiếp theo là Bay giữa vịnh Bắc Bộ. Ủa? Không, cái này phải kiểu như là theo nhau ta thì về, theo nhau ta thì về, thăm lại làng quê nơi có một chiến đê với dòng sông bên lỡ bên bồi. Em sẽ thường xuyên rủ anh Nam Cường đi ăn. Sao vậy? Anh ăn vô cái món nào là anh hát vô cái bài đó hay thiệt. Rồi. Đây, tráng miệng nha. Một món quà em dành cho chị Tiên. Cảm ơn em. Với lại anh Cường. Em có biết là anh bừng tỉnh không? Anh thích món này anh hả? Anh mê đồ ngọt. Ôi, sáng bừng sức sống. Mời cả nhà. Mời vô. Trời ơi, ngon quá trời. Mát quá. Các bạn thân mến, trong ly chè của Tiên mình cùng với Lưu á, cái nước chính ở đây màu trắng á, nó không phải là sữa đậu nành đúng không? Ừ, không phải dừa mà là sữa đậu nành. À, vậy nữ ăn cũng hơi hợp rồi. Xong rồi còn có nhãn nè, với lại cái này, ủa, quen quá vậy ta? Cái đó giống chè bạch bạch vậy? À, chè khúc bạch, đúng không? Đúng không, đúng không, đúng không? Nhưng mà cái này là rất là thạch đó chị. Thạch, thạch sữa. Em cảm giác là... Còn bên cái ly của Cường á, là mẹ đã nấu ở trong này có đậu xanh đánh lên mà đánh nhuyễn đến mức chúng tôi không nhận ra đó là đậu xanh nữa, nhưng khi ăn vào miệng mới biết đó là đậu xanh. Nó rất là ngon. Gì vậy? Anh? Có chuyện gì xảy ra? Mẹ em nấu ăn đàng hoàng lắm nha, anh đừng làm vậy nha. Mẹ có cho vào đây đậu ngự nữa em ạ. Đúng vậy.
xem như đâu mẹ lộn từ Huế vô đây luôn. Đúng vậy. Ôi đúng mẹ em rồi, mẹ em nuôi em lớn bằng đậu ngữ mà. Từ nhỏ em đã không ăn cơm mà ăn đậu ngữ mà lớn. Trời ơi mẹ ơi. Ông Lưu thấy món này rất là ngon, kiểu như là độ ngọt rất là vừa. Tại vì thường ăn chè là đòi hỏi một cái kỹ thuật sẽ hơi gọi là sao ta, tức là với em nha, em sẽ đòi hỏi một cái món ngọt phải có kết cấu đẹp, tức là độ ngọt, độ mịn này kia nó phải hòa quyện với nhau. Thì cái món này ăn không bị tê nè, không bị gắt nè, ăn cảm thấy rất là thích. Nó nhẹ nhàng là, nhẹ nhàng đúng rồi, rất là thanh, cũng có chút chút béo trong đó, nhưng mà béo của sữa đậu nành nó rất là dễ chịu, mà có cái mùi thơm của sữa đậu nành nữa, cái làm cho mình cảm thấy rất là thích. Và nó đem lại cái sự gọi là dịu mát. Không biết là hôm nay hai anh chị đến quán ăn Hạnh Phúc thì cảm nhận hiện tại bây giờ của hai anh chị như thế nào ạ? Sao anh mãn mồm không? Thường ta coi phim là mãn nhãn. Mãn nhãn. Ăn xong anh chị thấy sao? Hôm nay tụi em mãn khẩu. Mãn khẩu. Mãn khẩu. Mãn khẩu. Quá đã. Vậy thì còn chơi gì nữa? Anh chị sẽ phải đánh đổi rồi. Với tụi em. Xí đã. Tôi chưa có nói gì hết trơn á. À rồi. Khi mà đến với nhà hàng Hạnh Phúc, ủa phải nhà hàng quán ăn Hạnh Phúc không có gì chị ơi, chụp hình thôi chị đừng có chụp hình thôi, chỉ là kêu chụp hình với tụi em, chị ngồi chị soạn văn tùm lum hết, tưởng làm cái gì tới chụp đi ngủ tụi em. Một tấm hình làm kỷ niệm đây, giờ em chụp cho mọi người 1 2 3. Chắc là mình mở bên này nha mọi người. Đây, một chiếc bảng. Xong. Đẹp quá nè. Xin chữ ký. Anh ký vô nha. Đây, tấm hình ba người đẹp lắm. Đẹp hả? Nhìn nè. Thật sự là hôm nay chúng ta quá đã rồi. Ăn uống no nê, vui cười thoải mái. Anh chị cảm giác như thế nào? Cảm thật sự là nghiêm túc là cảm thấy ngày hôm nay nó rất là thú vị ở cái phần là đưa đúng cái thực đơn mà những món ăn mà bản thân Cường rất là thích. Đó là mình có một bữa rất là no nê, và hơn nữa là đến đây mình được vui, được giỡn, được cười rất là thoải mái. Cảm giác là xả tất cả stress ra ở ngay tại nơi đây luôn. Thật ra hồi đó giờ không phải là lúc nào mình ăn cái món đó mình cũng biết là có những cái thành phần gì ở trong đó. Nhưng mà hôm nay là được chủ quán ăn với lại cô trợ lý rồi cả ca sĩ Nam Cường rất là sành ăn giới thiệu từng món. Trời ơi, mình thấy mê luôn á. Mê anh chị. Em cũng xin đại diện chương trình cảm ơn hai thực khách ngày hôm nay đã đến đây. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Và quý vị khán giả cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng ta đó chính là 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và rất cảm ơn nhà hàng Đậu Homemade đã tài trợ một bữa ăn ngon ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.